vị, như chúng ta đã biết, năm nay do tình hình nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, khô hạn kéo dài, nên Cục Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xếp nhiều khu rừng thuộc 9 tỉnh, trong đó có Long An, đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù đã xuất hiện mưa dông rải rác ở một số nơi, song theo cảnh báo của Chi Cục Kiểm lâm Long An, nguy cơ cháy rừng vẫn đang rất cao, có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như chủ quan xem nhẹ công tác phòng chống cháy rừng. Còn nhớ, mùa khô năm 2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ cháy, diện tích cháy là trên 136 hectare, gây thiệt hại trên 34 hectare tràm. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra một vụ cháy tại xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa. Nhờ lực lượng bảo vệ rừng phát hiện kịp thời và đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp chữa cháy kịp thời, nên không để cháy lan gây thiệt hại lớn. Tỉnh Long An hiện có khoảng trên 25.600 hectare rừng, trong đó chủ yếu là rừng tràm cừ với diện tích trên 22.700 hectare, tập trung ở các huyện Thạnh Hóa, Đức Huệ, Tân Hưng, Thủ Thừa, Mộc Hóa, Tân Thạnh. Huyện Thạnh Hóa cũng là địa phương có diện tích rừng lớn nhất trong tỉnh với trên 9.500 hectare, trong đó có một số lâm trường tập trung khá lớn diện tích cây tràm. Cùng đoàn kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đồng Tháp 4 tại xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa. Hiện công ty có trên 1.500 hectare rừng tràm, luân phiên hàng năm khai thác từ tràm tái sinh và trồng mới khoảng 200 hectare. Hiện tại, nhiều diện tích tràm của công ty đang trong tình trạng khô cạn nước. Công ty đã xây dựng kế hoạch phối hợp công tác bảo vệ rừng với chính quyền, công an hai xã Thuận Bình, Tân Hiệp và đại đội bộ binh đồn biên phòng Tân Hiệp thường xuyên tuần tra trên toàn khu vực rừng tràm mà công ty quản lý, tập trung chủ yếu những nơi dễ xảy ra cháy, phối kết hợp trong công tác tuyên truyền vận động người dân quanh khu vực rừng tràm về công tác phòng chống cháy rừng. Lực lượng bảo vệ đi thì cũng gặp nhiều cái bà con là đi ra đi vô là để mà thăm hoặc là rong tỉa tràm, thì tụi em cũng nhắc nhở theo cái pháp luật của phòng cháy chữa cháy là nhắc nhở bà con là vô rừng thì cẩn thận củi lửa. À, rồi dân xung quanh thì nói chung là cái ý thức bảo vệ rừng rồi cái phòng cháy chữa cháy người ta cũng rất là cao. À, rồi cũng hỗ trợ công ty trong vấn đề bảo vệ rừng là rất là tốt. Cho nên phải nói là 20 năm qua chúng tôi giữ rừng không bị cháy, là cái này nói cho đúng là cũng nhờ cái công của Đảng ủy ban với nhân dân hai xã Tân Hiệp, Thuận Bình thôi, chứ còn nếu như chỉ có một đoàn 40 thì cũng cháy mất tiêu hết rồi. À. Qua phát biểu của ông Duyên, người có trên 30 năm gắn bó với rừng tràm trên vùng đất này, phần nào cho thấy vai trò hết sức quan trọng của chính quyền, ban ngành đoàn thể, đặc biệt là ý thức trách nhiệm và sự tích cực của người dân trong phối kết hợp phòng cháy chữa cháy rừng. Bởi vậy, bên cạnh việc tăng tính hiệu quả hoạt động, các ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ rừng và phát triển rừng thường xuyên tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống cháy rừng không chỉ riêng của chủ rừng, của kiểm lâm mà còn là trách nhiệm nhân dân và xã hội. Khi mà để mà cái lực lượng mà ứng phó mà kịp thời á thì nó là cái thiệt hại nó ít. Còn nếu mình để mà coi như là phát hiện rồi mà từ cái đội phòng cháy cháy mà để tới đó thì cũng có một khoảng thời gian, thành thứ ra nó cái số thiệt hại nó nhiều hơn, như là cái phần mà chữa cháy nó càng khó khăn hơn. Mỗi năm là tới tháng 6 nó là cái đợt mà kiểm tra sơ cùng, bắt đầu vô mùa mưa, nhưng mà năm nay á mùa mưa nó mùa nắng nó kéo dài, mùa khô kéo dài, thành thứ ra có khả năng là chúng tôi phải là kéo dài thời gian mình coi như là thực hiện công tác này nhiều hơn. Thực hiện kế hoạch số 5157 ngày 2 tháng 2 năm 2015, kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tổ chức kiểm tra 8 huyện thị xã có rừng, 61 xã có rừng và 15 chủ rừng trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, hầu hết các huyện, thị xã và các chủ rừng đã tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, phương án phối hợp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý,
củng cố kiện toàn ban chỉ đạo và các tổ đội bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, có kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đến tận cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ngăn chặn kịp thời các vụ cháy rừng, phá rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái phép có thể xảy ra. Theo phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Trong cái số mà đất của mình trồng thì mình cũng phải là khai kinh mương cho nó thông nước vô, để có một bọng nước chủ yếu chủ lực là nước ra vô trong mùa khô này, có nước chân ở dưới mương thì nó không có thể xảy ra cháy. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi có phát hiện cháy thì mình có kinh, mình có là có nước thì mình cũng có mà dập ngay liền tại chỗ. Khó khăn là cái thứ nhất là cái mực nước, hiện nay là đa số là mực nước là cái trong cái kinh thì nó rất là thấp, do đó thì cái phương tiện vận chuyển đi rất là khó khăn, công tác tuần tra là nó rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa về cái lực lượng, có một số đơn vị là lực lượng nó cũng còn nhỏ lẻ, là phương tiện máy móc thì nó cũng ít so với cái nhu cầu. Rồi các tổ chức thì vậy, gì còn trong nhân dân thì những hộ gia đình là cá nhân thì nó cũng không có cái phương tiện nào là để chuyên dụng, chỉ có những cái phương tiện là thô sơ thôi. Trong thời gian tới thì để thực hiện tốt công tác phòng cháy thì chúng tôi cũng tiếp tục là tuyên truyền vận động dân là chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy, như là sử dụng lửa rồi cũng như khai thác, rồi là phải đảm bảo được cái nguồn lửa cũng như là về cái đốt đồng, nhất là cái đốt đồng là tránh cháy lan. Tiếp tục là cái công tác kiểm tra các chủ rừng trong thời gian tới, để khi nào là có mùa mưa nhiều xuống là chúng ta là khúc ít nguy cơ cháy rừng hạ thấp thì chúng tôi mới rồi dừng cái công tác phòng cháy chữa cháy. Về trang thiết bị, phương tiện và công trình bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đã trang bị 65 máy chữa cháy chuyên dụng với trên 1.400 cuộn dòi chữa cháy cho lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, ủy ban nhân dân các xã, huyện có rừng, cùng các chủ rừng và một số phương tiện dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng khác như máy bơm, máy ủi, thùng tưới nước, bình xịt, xuồng máy. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ rừng tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng chưa được chặt chẽ, như tổ chức lực lượng bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng còn ít, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng chưa đáp ứng yêu cầu khi có sự cố cháy rừng xảy ra, hệ thống kênh chưa được thông thoáng, trong rừng thảm thực vật quá dày, do vậy nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Và khi xảy ra cháy rừng thì lực lượng và phương tiện khó vận hành đến để phối hợp chữa cháy. Hiện nay, theo dự báo, tình trạng nắng nóng vẫn có thể tiếp tục kéo dài. Nhiều rừng tràm hiện mực nước kênh mương đã cạn kiệt, nguy cơ cháy đang ở mức cực kỳ nguy hiểm. Do vậy, chi cục kiểm lâm của tỉnh đã và đang chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tổ chức bám sát địa bàn với kết hợp các lực lượng tại chỗ trực thường xuyên tại các chốt, kiểm soát, quản lý chặt người ra vào rừng, góp phần hạn chế những nguyên nhân phát sinh ra cháy, đặc biệt là tại các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân không đốt lửa trong khu vực rừng để phòng cháy lớn xảy ra. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Theo ghi nhận, trên địa bàn tỉnh, số vụ cháy rừng tràm những năm qua có nguyên nhân là do đốt lửa lấy mật ong, do đốt đồng hoặc vô ý dứt tàn lửa gây cháy lan. Trong khi đó, khi cháy rừng xảy ra, công tác chữa cháy nói chung còn gặp nhiều khó khăn do diện tích rừng rộng lớn, địa hình phức tạp, khó vận chuyển thiết bị, phương tiện do thiếu nước. Thành phần tham gia chữa cháy rừng chủ yếu là lực lượng tại chỗ với các dụng cụ thô sơ hoặc trang bị chưa đầy đủ. Các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp cũng chưa phát huy được hiệu quả cao. Nếu cháy rừng xảy ra thì tốc độ lan tràn rất nhanh, thiệt hại sẽ rất lớn. Chính vì vậy, việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả của các cấp các ngành càng trở nên cấp thiết, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại kinh tế cho người dân, doanh nghiệp do cháy rừng gây ra. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.